Thời chiến, người Việt không sợ giặc, chỉ sợ gặp người này. Thời chiến tranh tại quê hương chúng ta, những người mẹ, những người vợ ở nhà sợ nhất là khi có chú quân bưu hoặc bác xã đội trưởng đến nhà cầm theo một tờ giấy mở đầu bằng câu: thay mặt Ủy ban Nhân dân. Thay mặt Ủy ban... Đừng nói nữa! Hơn 1.250.000 tờ giấy như này đã được gửi đi khắp mọi miền đất nước trong suốt 30 năm, từ ngày thành lập đất nước cho tới ngày thống nhất đất nước. Những dòng ghi chép đơn giản nguệch ngoạc như hy sinh tại, an táng tại mặt trận, lại đè nén hàng triệu triệu trái tim của mỗi gia đình. Mỗi người cha, người mẹ, người vợ, người con, có người mẹ đã nhận được 9-10 tờ giấy như thế này. Hôm nay tôi sẽ kể cho các bạn nghe một câu chuyện. Mẹ năm nay đã 95 tuổi, mẹ có 3 người con trai. Mẹ đã mất cả 3 anh trong các cuộc kháng chiến khốc liệt để bảo vệ Tổ quốc. 3 lần tiễn con đi, 3 lần khóc thầm lặng lẽ vẫn đúng vào trường hợp này của mẹ. Đau xót hơn, đến giờ này vẫn còn một người con của mẹ vẫn chưa tìm thấy hài cốt, anh vẫn chưa được trở về nhà với mẹ. Trong ngôi nhà tình nghĩa nhỏ nhưng sạch sẽ ngăn nắp, mẹ nay sức đã yếu, đôi mắt cũng mờ dần theo thời gian. Nhưng chiều nào mẹ cũng ngồi võng ở hiên nhà mắt dõi xa xăm. Mẹ bảo: nhớ các con lắm, ngày tiễn chúng nó đi, đứa nào cũng bảo khi hết chiến tranh sẽ về với mẹ, vậy mà chúng chẳng giữ lời hứa. Năm 1968, người con trai cả của mẹ lên đường nhập ngũ khi vừa tròn 20 tuổi. Anh ấy hỏi mẹ: con đi đánh Mỹ mẹ có cản con không? Mẹ bảo: đi mà đánh giặc con ơi, không đánh thì nó cướp nước mình à. Ngày tiễn người anh cả lên đường nhập ngũ, mẹ muốn nấu bữa cơm tươm tất, ngặt nỗi nhà nghèo chỉ còn có khoai sắn. Mẹ tủi cho bản thân mình vì không có nổi một bữa cơm thịt cho con ăn trước ngày ra chiến trường. Mẹ kể: thằng cả nó hiền lành khỏe mạnh, vì nhà nghèo mà lại là anh lớn nên học hết lớp 4 phải nghỉ học ở nhà giúp bố mẹ làm đồng, phát đồi khai hoang trồng chè. Làm việc gì nó cũng tự giác mà gọn gàng. Nó đi bộ đội chắc chắn sẽ góp sức cho Tổ quốc kháng chiến thành công. Do hoàn cảnh chiến tranh, suốt gần một năm sau đó dù biết anh cả huấn luyện ở Hà Bắc nhưng mẹ không thể đến thăm anh. Chỉ sau đó được người làng báo tin anh đã vào chiến trường chiến đấu. Mẹ bặt tin anh suốt nhiều năm, cho đến một buổi sáng mùa đông năm 1974, mẹ được tin đứa con trai cả của mình đã hy sinh. Mẹ cứ khóc mãi, rồi lẩm cẩm nghĩ mình chưa một lần được trông thấy con mặc quần áo bộ đội, không biết nó mặc có vừa không, có đẹp không. Trong những năm đi bộ đội ấy, nó có được ăn bữa cơm nào có thịt không? Tiếp bước người anh cả, năm 1972, người con trai thứ hai của mẹ cũng đi theo tiếng gọi của Tổ quốc khi vừa tròn 18 tuổi. Mẹ lại tiễn anh lên đường bằng một bữa cơm khoai sắn. Trải qua các trận đánh khốc liệt, anh hai mang trong mình không ít vết thương lại nhiễm chất độc da cam nên sinh ra ốm yếu và anh cũng hy sinh. Năm 1978, khi mặt trận Tây Nam của đất nước đang nóng bỏng, bọn Pol Pot tấn công tàn sát người dân An Giang, đến lượt người con thứ ba của mẹ xin tình nguyện nhập ngũ đánh giặc. Mẹ kể: thằng út cũng ngoan hiền lành như hai thằng anh nó. Nó học rất giỏi, luôn đứng đầu lớp và được bạn bè quý mến. Đầu năm 1979, anh út được điều lên biên giới phía Bắc. Nhiều đêm mẹ không ngủ được khi dõi theo tin chiến trận. Khi quân xâm lược Trung Quốc rút về nước, những người lính trở về nhà nhưng mẹ không thấy anh đâu. Một buổi sáng mùa thu cùng năm đó, mẹ đang cùng bà con đào công sự đề phòng giặc quay lại tấn công thì tin dư báo về. Anh út hy sinh đúng vào tối 17 tháng 2 năm 1979, ngày đầu tiên của cuộc chiến tranh biên giới phía Bắc. Mẹ vừa khóc vừa kể: mới trước đó tôi còn tự hào động viên bà con hãy an tâm sản xuất, vì quân Trung Quốc không thể tiến tới đây, do trên biên giới đã có thằng út nhà tôi chặn chúng lại. Vậy mà... Sau này đồng đội của anh út kể lại, tối 17 tháng 2 năm 1979, anh út đang trực chiến đấu bên khẩu Đại Liên 12-7 tại chốt sắt biên giới thuộc địa bàn huyện Cao Lộc, Lạng Sơn thì bị thương do đạn pháo của Trung Quốc găm vào xương ống chân trái. Dù vậy, anh vẫn quyết tâm bám lấy trận địa, cản bước quân thù. Đến khuya, anh bị địch bắn thẳng vào ngực và anh út đã ngã xuống như một vị anh hùng. Mỗi năm đến dịp tháng 7 tri ân, mẹ dường như buồn hơn. Chiều chiều mẹ lại ra hè ngồi nhìn xa xăm như mong ngóng ba đứa con trai trở về.